Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền vừa tổ chức tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên giai đoạn 2 cho 76 cán bộ công đoàn đến từ các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Phong Điền. Các học viên được nghe báo cáo viên hướng dẫn sử dụng ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin trong công tác quản lý công đoàn viên, quản lý đoàn phí, thực hành cập nhật đoàn viên mới, chuyển sinh hoạt đoàn viên, cập nhật số liệu và in thẻ đoàn viên, cùng với thực hành một số chức năng cơ bản trong phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn. Qua đây nhằm tạo điều kiện cho các cấp công đoàn, đặc biệt là cơ quan lãnh đạo thường xuyên nắm bắt thông tin về đoàn viên, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên trong quá trình di chuyển hoặc thay đổi công việc.